Hai cảnh sát này là Peter và Deb. Họ đang trên đường đi đến một địa điểm để tóm sống tên côn đồ Jojo. Việc này có vẻ không quá khó nhằn nên khi cả hai vừa đi vừa nói chuyện chém gió khá là vui vẻ. Anh chàng Deb còn không quên kể chuyện hài để chọc cười anh bạn Peter đi cùng mình. Khi đi gần đến nơi, họ liền liên lạc với đồng đội để cùng hợp tác trong chiến dịch này. Khi vừa đến nơi, mọi người bố trí xung quanh nhà hắn để cùng nhau tác chiến. Peter và Deb bước vào trong, cả hai tiếp cận cánh cửa ra vào. Peter ra lệnh, đội cảnh sát chống tội phạm đường phố đây. Tốt nhất là mày nên đầu hàng trước khi tụi tao bắn vỡ sọ mày. Chúng mày muốn bắt tao á? Thẻ ngành đâu? Trước yêu cầu của hắn, Deb tự tin rút thẻ ngành trong túi ra rồi để qua khe cửa cho chúng nhìn thấy. Vừa mới giơ thẻ ngành ra thì một tiếng súng nổ chát chúa vang lên khiến cho Deb bay ra đằng sau. Ngay sau đó là một cuộc đấu súng tóe lửa giữa đôi bên xảy ra. Jojo và đồng bọn của chúng đánh trả quyết liệt. Chúng bắn cho chiếc ô tô của Peter thành tổ ong chỉ trong chốc lát. Cáu tiết vì cộng sự của mình bị bọn chúng giết, Peter và các cộng sự của mình đã lôi người bị thương ra sau xe để tạm lánh. Sau đó mọi người cũng thay nhau bắn trả chúng, nhưng lũ này như lũ chó điên, chúng điên cuồng bắn trả. Lúc này anh bạn Deb vì mất quá nhiều máu, dù được Peter gọi cấp cứu nhưng máu ở cổ của anh ta vẫn không ngừng phun ra và nhiều khả năng sẽ không qua khỏi. Để trả thù cho bạn, Peter lao lên trên, anh ném một quả mìn vào chỗ bọn chúng, thế là hạ được một tên. Đồng đội của anh ở dưới cũng hạ được một tên đang thập thò bên trong. Sau đó Peter đạp cửa xông vào và lập tức hạ được một tên khác. Sau đó anh chạy vào trong thì Jojo xông ra, hắn thấy anh em của mình đang nằm hấp hối ở bên ngoài. Điên tiết, hắn lao lên và muốn trả đũa. Hắn điên cuồng bắn trả ra bên ngoài, sau đó lại chạy vào bên trong đúng lúc đó, gặp ngay Peter đang tìm mình. Cả hai lại tiếp tục đấu súng nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với hắn. Khi mà hắn chưa hạ được đối phương thì đã bị Peter bắn hạ. Vì muốn trả thù cho Deb và các đồng đội bị thương, Peter không tiếc đạn bồi thêm cho hắn mấy quả nữa. Ngày hôm sau, ở một diễn biến khác, đội phòng chống tội phạm được người dân báo về một vụ giết người trong căn hộ. Khi họ đến nơi thì thấy các nạn nhân nằm rải rác khắp sàn nhà. Những người này đều là người thân của chủ nhà và chủ nhà thì đã bị giết một cách vô cùng man rợn. Hiện chỉ còn là một cái xác bị cháy đen buộc vào một chiếc ghế. Nạn nhân không ai khác, chính là Vanado, một phóng viên. Anh trai nạn nhân lại là tay trùm ma túy ở New Orleans. Việc này cho thấy khả năng họ đã dính vào một vụ không dễ dàng cho lắm. Về phần Peter, sau đó anh được cấp trên gọi đến giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là điều anh từ đội chống tội phạm đường phố sang đội trọng án. Peter không ngần ngại nhận lời đồng ý. Tuy nhiên, cấp trên cũng không quên nhắc nhở anh rằng dạo gần đây có một số vụ anh đã hơi quá tay và bạo lực. Gần đây nhất là vụ Peter muốn trả thù cho bạn nên anh đã bắn nhiều phát vào Jojo. Peter biện minh rằng anh chỉ đang cố phòng thân và chống lại cái xấu, nhưng cấp trên hiểu anh rõ hơn ai hết. Ông ấy nói với Peter rằng nếu anh cứ tiếp tục diễn ra như vậy, anh sẽ không có đường để quay về nữa. Dù không vui trong lòng nhưng Peter không thể cãi lời cấp trên. Anh trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. May có anh bạn Nick kéo đi uống bia, Peter mới cảm thấy an ủi phần nào. Nick nói rằng hôm nay anh đến đây là muốn gặp Peter vì anh ta sắp phải đi xa, có khả năng họ sẽ khó gặp lại nhau nữa. Peter muốn biết lý do, nhưng lúc đó Nick lại có điện thoại và có cuộc hẹn gặp nào đó từ trước nên anh ta rời đi. Nick còn không quên gửi quà cho con trai của Peter. Hôm sau, tại một studio, một số người đang chụp ảnh cho khách, một số khách thì lại đang đến lấy hàng của mình. Mọi việc đang diễn ra bình thường, nhưng đột nhiên một toán người mang hàng nóng xông vào. Chúng không trừ bất kể ai, vừa vào là bắn xối xả như mưa. Những người đó tất cả đều không ai thoát được trước họng súng của bọn chúng. Bọn này không chỉ manh động mà ra tay cũng rất tàn độc khiến cho nạn nhân không có cơ hội phản kháng. Sau một hồi bắn tan nát cả căn phòng và không một ai sống sót, chúng đã lôi hai người đứng đầu ở đó lên tầng thượng hỏi tội. Sau khi đốt nạn nhân được một lúc, chúng lại dùng bình chữa cháy dập lửa, rồi lại tưới xăng lên rồi đốt rồi lại dập lửa. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người đàn ông bị trói ở ghế bên cạnh chứng kiến cảnh đó vô cùng hoảng sợ. Chúng cứ làm như vậy đến khi nạn nhân chết cháy, sau đó chúng quay sang người bên cạnh và đánh ngất tên này. Sau đó Tom, kẻ cầm đầu, đã gọi cho Lewis và nói rằng mình đã bắt Sonny cùng đồng bọn của Lewis, rồi yêu cầu Lewis nghe qua studio ngay lập tức để đôi bên thảo luận trao đổi vài vấn đề. Tuy nhiên, bọn chúng không tin rằng Lewis sẽ không đến, vì vậy chúng đã thực hiện một cách khác. Chúng tưới xăng lên người anh ta, ngửi thấy mùi xăng khiến tên này biết số phận của mình sẽ không khác gì tên vừa nãy, làm cho hắn hoảng sợ mà không ngừng kêu la. Nhưng tên cầm đầu lúc này đã đến và bắt hắn khai ra hiện giờ tên Lewis đang ở đâu. Nhưng tên này không biết gì, hắn nói rằng Lewis đã ra khỏi chỗ của mình từ sáng và chưa thấy về, nên anh ta cũng không biết Lewis ở đâu. Chỉ biết là hắn chưa về đến đó, thế nhưng hắn không tin và tiếp tục tra khảo. Nhưng gã cũng không biết Lewis ở đâu, vì không khai thác được gì, vì vậy chúng đã không để gã có được cơ hội thấy mặt trời một lần nữa ở trong đời. Cách thức giết người của hắn cũng không khác gì tên đầu tiên. Hôm sau, cảnh sát đã phát hiện ra việc bọn chúng tàn sát người trong studio. Họ đến để nghiên cứu hiện trường, Peter cũng
có mặt lần này. Anh được làm quen với thanh tra Joy. Cả hai quan sát và tìm kiếm ngoài hiện trường tương tự như vụ án lần trước thì họ lại không thu được gì nhiều. Dựa vào hình xăm trên xác nạn nhân, Peter xác định người bị giết là Sonny, bạn của Lewis. Cả hai đã xăm chung hình một con chó. Cả hai hình dung ra cách bọn chúng thực hiện vụ án. Sau đó Peter đã tìm kiếm xem có viên đạn lạc nào không, nhưng anh ta không tìm thấy bất cứ thứ gì. Sau đó Peter đã nghĩ ra một người để họ có thể hỏi thông tin. Vậy là cả hai lên xe chạy đến đó. Khi đang lái xe, họ thấy một người đàn ông ôm đàn đi trên vỉa hè. Tuy nhiên vừa nhắc thấy Peter và Nick, tên này đã ôm đàn cắm đầu chạy thì xác. Hắn lao vào bên trong một quán rượu, sau đó quăng đồ đạc sang bên đường để cản trở việc truy đuổi của hai người. Peter vừa chạy vừa ném một chiếc thùng về phía hắn, khiến hắn ngã nhào xuống nền nhà. Thế là việc truy đuổi cũng vì thế mà kết thúc. Hắn bị bắt ngay tại chỗ. Lúc đầu hắn còn già mồm nói rằng mình không biết gì, nhưng sau đó Peter và Nick ném ra trước mặt hắn một đống giấy tờ giả và dọa nếu hắn không chịu khai thật những điều hắn biết về bọn làm giấy tờ giả này thì họ sẽ ném hắn vào tù. Không muốn ăn cơm nhà nước nên cuối cùng hắn cũng khai ra, và cái tên trong đó có một cái tên khiến Peter bất ngờ, đó chính là Conlin, anh bạn thân của mình. Peter không biết vì sao anh bạn thân Conlin của mình lại dính dáng đến vụ này, nhưng hiện giờ anh không thể liên lạc được với Conlin. Thế là họ tìm đến nhà bạn gái của anh ta là Stacy. Khi cả hai đến nơi thì thấy Stacy đang chuẩn bị hành lý đi đâu đó. Cô ta chuẩn bị hành lý và muốn rời khỏi đây đến một nơi khác sinh sống. Nhưng những lời cô ta nói đều là nói dối và nó không thể qua được con mắt nhà nghề của Peter. Anh ta tóm được bọc tiền của cô nàng và nói rằng số tiền này chắc chắn là do Conlin đưa cho cô ta, chứ cô ta không đời nào có được số tiền lớn như vậy. Cuối cùng, sau một hồi truy vấn, Stacy cũng nói rằng mấy hôm trước và một đêm sau khi đi làm về, cô thấy Conlin đứng trước cửa nhà mình, trông anh ấy như bị phê thuốc, luôn miệng nói nhảm những điều khó hiểu. Sau đó đưa cho mình một túi tiền và nói cô hãy mau chóng rời khỏi nơi này và rời đi nhanh chóng. Sau đó anh ấy đi đâu và làm gì thì cô cũng không biết được và cũng không liên lạc được. Từ những thông tin mà họ có được ở Stacy, cả hai lại tiếp tục lên đường tìm đến nhà Conlin. Họ muốn biết rốt cuộc Conlin có vai trò gì trong chuyện này và tại sao anh ta lại dính vào mớ rắc rối này. Thế nhưng khi Peter vừa vào đến nhà thì Conlin thấy một bọn người nào đó, chúng đang tra tấn và đốt cháy một tên trên chiếc ghế. Cả hai bên đều ngỡ ngàng nhìn nhau, họ không tin được là lại gặp nhau trong tình huống này. Bọn giết người đang cố tỏ ra bình tĩnh thì đột nhiên người bị thiêu sống bất ngờ tỉnh dậy, khiến chúng mất tập trung. Thế là nhân cơ hội đó, Peter rút súng và bắn hạ cả bọn đang vây quanh kẻ bị thiêu sống. Sau đó một số tên chạy ra ngoài, bọn chúng định bao vây lại thì luôn hai anh cảnh sát, tên nào tên đó lăm lăm khẩu súng trong tay, quyết tâm dồn cả hai vào chỗ chết. Tuy nhiên, nói gì thì nói, bọn chúng vẫn là những kẻ nghiệp dư, cho nên dù đông như quân nguyên nhưng cuối cùng chúng vẫn bị hạ dưới họng súng của họ. Một tên định bắt con tin và uy hiếp cả hai phải hạ vũ khí, nhưng bằng tay bắn súng điệu nghệ cộng với một cái đầu lạnh và một con tim nóng, Peter đã một phát hạ gục đối phương bằng một viên kẹo đồng ngay giao diện của hắn trước cái nhìn ngỡ ngàng sửng sốt của Nick. Sau vụ đầu súng này, bọn chúng không còn ai sống sót. Bọn đại ca của chúng cũng nghe được tin và biết đàn em của mình đã ngỏm hết. Hắn rất tức giận và không thể hiểu nổi vì sao cả bọn lính của mình lại có thể bỏ mạng nhanh như vậy được. Không những thế, chúng còn bị ông trùm phía sau cảnh báo. Nếu một ngày nữa không tìm và giải quyết được mọi chuyện, ông ta sẽ cho người của mình trừ khử hắn. Hắn biết những lời này không phải chỉ là dọa suông mà là sự uy hiếp chết người. Sau cuộc gọi, hắn bắt đầu hoang mang và ra lệnh cho tay chân của mình điều tra xem kẻ nào đã nhúng tay vào chuyện của hắn. Về phía Peter và Nick, sau khi trở về từ cuộc đấu súng, cả hai về nhà Nick dùng bữa tối và đây cũng là lần đầu Peter được làm quen với gia đình của Nick. Peter cũng kể với Nick rằng trước đây mình cũng từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng từ khi cậu con trai của anh bị bệnh ung thư da qua đời thì cuộc hôn nhân của họ cũng không còn. Nick cũng xin lỗi Peter vì đã hành động do dự chứ không có được sự dứt khoát của anh. Peter không trách Nick vì anh ấy còn có gia đình ở phía sau nên không thể hành động liều lĩnh được, còn mình không có gì để mất nên mới làm như vậy. Đêm đó, Peter không về nhà mà ngủ trong xe hơi. Sáng hôm sau, khi anh đang say giấc thì nhận được một thông tin một vụ giết người xảy ra. Anh đến nơi thì nạn nhân đã chết. Người chết lần này không ai khác, đó chính là Stacy. Đúng lúc này, Nick đã gọi điện đến cho Peter và nói rằng với việc Stacy bị giết hại một cách dã man như thế thì chắc chắn những chuyện này có liên quan đến anh bạn Conlin của Peter. Peter hỏi Nick đã tìm được thông tin gì từ việc tra ra số điện thoại từ máy của Sonny, kẻ đã bị giết lần trước không, nhưng Nick nói đó là những số ma nên rất khó để tìm ra. Sau đó, Peter lại nhờ Nick kiểm tra những số điện thoại gọi đi của tay phóng viên, biết đâu có thể tìm ra được những gì may mắn. Sau khi cả hai dừng cuộc gọi, thì sếp của Peter lại đến. Ông ta nói rằng vừa rồi là một vụ đấu súng, anh đã hành động quá nguy hiểm và nó có thể giết chết con tin. Cấp trên đang muốn rút anh ra khỏi vụ án này vì mức độ manh động trong hành động của anh. Tuy nhiên, Peter không muốn điều đó. Anh đang đi được một nửa đoạn đường và việc này còn liên quan đến anh bạn Conlin của mình nên anh muốn điều tra đến cùng.
Anh nhờ sếp kiểm tra những cái xác ở vụ đấu súng hôm trước xem có tìm ra manh mối nào không. Nhìn thấy quyết tâm của Peter, ông ấy cuối cùng cũng nhận lời giúp anh lần cuối. Đúng lúc đó, Peter nhận được điện thoại của Nick. Anh ấy nói rằng sau khi tìm hiểu thì thấy con Lin đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho tay phóng viên. Chắc chắn anh ta đang giữ bí mật nào đó mà chúng đang muốn biết. Họ cần tìm ra con Lin trước khi bọn chúng tìm thấy anh ta. Vậy là không chờ đợi thêm, cả hai lập tức lên đường tìm kiếm. Họ đi khắp nơi và hỏi mọi người chỗ có thể hỏi được tung tích của Colin nhưng vẫn không thu được kết quả gì khả thi. Cuối cùng khi cả hai tóm được một tên da màu trên phố, họ định bắt tên này khai ra hết những gì hắn biết về Colin nhưng chưa kịp làm gì hắn thì bất ngờ một chiếc xe bên đường dừng lại. Cả bọn trên xe xông ra với hàng nóng trên tay. Peter và Nick do không đề phòng trước nên chúng đã bị bọn này tước vũ khí và bắt lên xe. Chúng chùm đầu cả hai và đưa đi. Khi đã an toàn, chúng mới mở chùm đầu của họ ra. Và người bắt chúng không phải ai khác, chính là anh trai của tên phóng viên bị giết. Một kẻ sẹo mặt, hắn chính là một tay anh chị khét tiếng trong giới xã hội đen. Hắn nói rằng chỉ trong một đêm, hắn đã mất đi tất cả những người thương yêu của mình. Hắn muốn biết kẻ đó là ai. Peter nói rằng anh cũng muốn biết kẻ đứng sau chuyện này là ai và hiện giờ anh và Nick đang trên đường tìm ra sự thật đó. Nếu hắn bắt và giết cả hai thì coi như hắn đã tự mình chặt đứt con đường tìm ra sự thật đó. Họ chính là những người tốt nhất để có thể giúp hắn làm điều đó. Trước những lý lẽ của Peter và Nick, tên mặt sẹo thấy có lý, hắn liền thả hai người ra và không quên đe dọa. Nếu họ dám nói láo thì hắn sẽ cho người nhổ răng của cả hai. Sáng hôm sau, Peter đến phòng lưu trữ gặp cấp trên, nhưng ông ấy đang kiểm tra mấy cái xác trong vụ đọ súng và những cái xác bị thiêu cháy. Họ nhận thấy chúng đều là những kẻ mang giấy tờ tùy thân giả. Không những vậy, từ những dấu vết trên người còn sót lại và việc Peter đọ súng với chúng hôm qua, anh kết luận những kẻ này không phải là bọn nghiệp dư, chúng là những tay súng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Sự việc dường như mỗi lúc càng nghiêm trọng hơn. Trên đường về, Peter và Nick đã phân tích tình hình và nhận ra rằng con Lin trước đó đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với tay phóng viên. Nhưng bằng cách nào đó, những kẻ kiếm con Lin đã phát hiện ra, thế là chúng đuổi theo con Lin. Tuy nhiên, với giấy tờ giả trong tay thì con Lin không thể nào đi xa được. Thế là anh ta tới gặp Sonny, nhưng cuối cùng Sonny lại bị chúng giết chết trước khi con Lin đến. Có thể chúng đã theo dõi điện thoại của con Lin. Khi cả hai đang nói chuyện trên xe thì bất ngờ Peter nhận được điện thoại của con Lin. Anh ta liên tục xin lỗi Peter vì trong lúc anh gặp khó khăn nhất, anh ta đã không giúp được gì. Anh ta nói rằng Peter không nên dính vào chuyện này vì bọn chúng đang truy sát anh ta. Chúng sẽ không bao giờ tha cho anh ta. Peter cố gắng hỏi địa chỉ hiện giờ của Colin, nhưng anh ta không tiết lộ mà chỉ nói rằng sẽ không ai cứu được anh ta cũng như Peter cũng không thể cứu được mình ra khỏi vụ này. Sau đó, mặc cho Peter tìm cách thuyết phục, nhưng Colin vẫn tắt máy. Cả hai không còn cách nào khác, họ liền tìm đến Ramon. Hắn chính là kẻ đứng sau mọi cái xác chết cháy. Nhưng khi gặp Peter, hắn lại nói rằng mình không biết gì cả. Cho dù Peter cho hắn xem những bức ảnh của các nạn nhân bị thiêu đến chết, hắn cũng không chịu nói gì. Nhưng Peter không chịu nghe những gì hắn nói. Đáp lại điều đó, hắn cũng không sợ, thậm chí còn cảnh báo cả hai rằng những kẻ dám làm những điều như vậy chứng tỏ chúng có thể dám làm những điều đáng sợ hơn. Nhưng Peter cũng không sợ hãi trước những lời hăm dọa của hắn. Anh cũng nói rằng nếu quyết đi đến cùng để tìm câu trả lời của anh khiến Ramon có chút run sợ, nhưng trong lòng hắn vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Sau khi cả hai rời đi từ một câu nói của Nick, Peter liền nhớ ra nơi mà Colin có thể lẩn trốn, đó là nhà của ông anh ta. Họ thường hay chơi với nhau ở đó khi còn nhỏ. Thế là cả hai liền đến đó và tìm Colin. Quả nhiên cuối cùng họ cũng đã tìm thấy Colin khi anh ta đang trốn ở đó. Peter cố gắng thuyết phục Colin nghe theo lời mình. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp Colin, nhưng Colin không nghe. Sau đó Peter hỏi Colin vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này thì Colin nói rằng trước đây anh ta làm việc cho một công ty, bọn chúng chuyên thực hiện những hợp đồng chết tiệt, đó là giết người. Colin nói rằng những kẻ thuê anh ta làm việc là những bọn người luôn muốn gây hấn, chúng muốn thế giới này phải luôn có chiến tranh để phục vụ mục đích quân sự của bọn chúng. Việc Colin bị truy sát là vì trong tay anh đang có một đoạn băng ghi lại cảnh chúng hành hình những người lính một cách dã man. Nếu đoạn băng đó rơi vào tay kẻ khác thì chắc chắn những kẻ có mặt trong đoạn băng sẽ gặp nguy hiểm nên chúng tìm mọi cách lấy lại nó. Colin muốn dùng đoạn băng đó để bảo vệ chính mình nên anh ta mới đưa nó đến để giao cho tay phóng viên. Tuy nhiên, Colin không ngờ rằng việc anh ta đang cố bảo vệ mình lại mang nguy hiểm cho người khác. Tất cả những ai dính dáng đến nó đều bị thiêu sống một cách dã man. Colin cho rằng những người bị giết không liên quan đến mình, nhưng khi nghe Peter nói rằng Stacy cũng bị chúng thiêu sống vì cô ấy là vợ của anh ta. Lúc trước, Colin còn mạnh miệng, nhưng khi nghe thấy vợ mình bị giết, anh ta không tin là sự thật. Anh ta nghĩ Peter nói dối, thế nhưng nhìn biểu hiện của Peter, Colin biết anh đang không nói đùa. Cả hai còn đang lời qua tiếng lại, thì bất ngờ một kẻ lạ mặt xuất hiện nên bị Colin bắn chết từ xa. Hóa ra bọn người của Raymond đã đánh hơi được nơi ẩn nấp của Colin nên bọn chúng liền cho người đến truy sát anh ta. Cả hai tiếp tục nổ ra một vụ đấu súng nữa.
Sau một hồi bắn nhau không phân thắng bại, Colin chỉ cho Peter và Nick chạy ra hướng đằng sau để thoát thân, còn mình sẽ có kế hoạch khác. Khi Peter và Nick đã ra được đằng sau và thoát thân ra ngoài, thì Colin mở đường ống dẫn ga ra. Anh ta nói với hai người hãy chạy càng xa càng tốt, không cần lo cho anh ta vì anh ta sẽ có cách. Peter tin tưởng người bạn của mình nên đã chạy ra xa. Đúng lúc đó thì bọn truy sát đi vào. Tên đầu tiên đã bị Colin bắn chết tại chỗ, nhưng sau đó anh ta cũng bị trúng đạn. Khi sắp chết, một tên sát thủ đến và muốn lấy đi chiếc băng ghi âm. Thay vì đưa cho hắn chiếc băng ghi âm, Colin đã rút ra từ trong túi một chiếc bật lửa và châm lửa. Khí ga gặp ngọn lửa tạo lên một vụ nổ khủng khiếp, đánh sập cả ngôi nhà, suýt chút nữa cũng khiến cho Peter và Nick không giữ được mạng. Sau vụ nổ đó, tin tức cũng nhanh chóng được đưa đi và nó đã đến tai hai tên trùm. Không những thế, việc có cảnh sát xuất hiện trong vụ đấu súng đó càng khiến ông ta tức giận. Ông ta liền gọi cho Raymond và cảnh báo hắn rằng mọi việc đang đi quá xa. Nếu không nhanh chóng lấy lại đoạn băng thì hắn cứ chuẩn bị tinh thần mà chiều trời đi. Raymond nghe thấy thế lại càng hoảng sợ. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em lập tức đi truy tìm tên cảnh sát xuất hiện trên TV đó là ai. Từ đó có thể lần ra manh mối để cứu mạng chó của mình. Về phần Peter, sau khi người bạn duy nhất của anh bị chết, anh muốn trả thù nên đã chuẩn bị vũ khí và xem đoạn băng mà lúc Colin còn sống còn nói đến. Nhìn những hình ảnh bọn chúng giết người dã man trong đó, Peter không khỏi tức giận. Anh càng quyết tâm tìm và trừng trị lũ khốn nạn này. Thế nhưng bất ngờ lúc đó, sếp của Peter xuất hiện. Việc anh có mặt trên TV trong vụ đấu súng khiến ông ấy không thể giúp anh được nữa. Lần này ông ta đến đây là để cảnh báo Peter không được hành động nóng vội, nếu không sẽ không thể quay lại được. Nhưng khi hai người đang nói chuyện thì bất ngờ một đám sát thủ bay vào. Chúng nổ súng và bắn chết cấp trên của Peter và đánh ngất anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Peter không kịp phản ứng. Đến khi anh tỉnh lại thì đã bị bọn chúng trói lại và lấy lại được đoạn băng. Tên trọc tay chân thân tín của Raymond cũng xuất hiện ở đó. Hắn rất mừng rỡ vì cuối cùng cũng có trong tay đoạn băng cuốn ghi âm. Nhưng trước khi chúng hành hình Peter thì tên trọc lại muốn tra tấn tinh thần của anh. Hắn lôi cái chết của con trai anh ra để làm trò tiêu khiển và có vẻ nó rất vui thích vì điều này. Tuy nhiên có lẽ hắn đã nhầm. Đối với Peter, con trai anh dù đã mất, nhưng với anh, cậu bé là giới hạn mà không kẻ nào được phép chạm vào. Raymond đã sai khi chạm đến giới hạn đó. Tuy nhiên lần này, Peter không nổi điên. Anh dùng chiến thuật gậy ông đập lưng ông. Peter lôi cái chết của người anh em thân cận của tên trọc mà anh giết trước đó ra để chọc tức hắn. Quả nhiên, cách này có tác dụng khi hắn không làm chủ được bản thân mà lồng lộn lên. Lợi dụng điều này, Peter liền lao đến húc vào bụng tên trọc. Sau đó anh nhanh tay ôm lấy hắn làm bia đỡ đạn, từ đó nhẹ nhàng thanh toán từng tên một. Một lát sau, cuối cùng Peter cũng cho bọn chúng đắp chiếu cả lũ. Tưởng như vậy là xong, ai ngờ từ phía sau một tên béo bất ngờ xuất hiện. Hắn dùng một sợi dây thít cổ Peter và ném anh vào tường, sau đó định thanh toán Peter bằng những cú đấm trời giáng. Tuy nhiên, trong lúc cái chết cận kề, Peter lại vớ được một khẩu súng và anh đã nhắm thẳng vào sọ tên béo rồi bóp cò. Sau khi thanh toán xong lũ sát thủ, Peter lại nhận được điện thoại của vợ Nick báo rằng sau khi ra ngoài về, cô ấy đã thấy nhà bị phá tanh bành và có vết máu. Cô sợ rằng Nick đã gặp chuyện chẳng lành. Thấy tâm trạng hoảng loạn của vợ Nick, Peter hứa với cô đêm nay sẽ mang Nick về. Lúc này ở một nơi khác, Nick quả nhiên đã bị Raymond và người của hắn bắt đi. Chúng tra tấn anh và chuẩn bị thiêu sống Nick như cái cách mà bọn chúng vẫn làm trước đây. Chúng nghĩ rằng Nick đi cùng Peter thì chắc chắn anh sẽ biết gì đó về mọi chuyện. Nick ra sức cầu xin cho chúng tha cho mình vì anh còn vợ và hai con nhỏ nữa. Thế nhưng khi chúng đến đó, chúng không những muốn tha cho Nick mà còn muốn cho người bắt vợ con của anh đến. Nick như muốn phát điên vì lo lắng chúng sẽ làm hại đến vợ con của mình, nhưng anh bị trói nên không thể làm gì được. Tuy nhiên khi Raymond gọi điện cho tên trọc để hắn đi làm việc cho mình thì gọi mãi không thấy ai bắt máy. Hắn không biết được là tên trọc đã đi bán mối từ lâu. Đúng lúc đó bọn kia thấy phía cửa có tiếng động lạ. Khi chúng nhìn ra thì điện vụt tắt và một quả mìn bất ngờ bị ném vào. Vì bất ngờ nên chúng không kịp chạy ra và một vài tên đã bị thương. Nhân cơ hội chúng đang bị hỗn loạn, Peter liền vác hàng nóng xông vào. Anh bắn đạn như mưa khiến cho chúng không kịp chạy và một vài tên đã đắp chiếu tại chỗ. Peter nhanh chân trườn ra chỗ anh bạn Nick để cởi trói và đưa cho Nick một khẩu súng. Sau khi có vũ khí trong tay, cả hai kết hợp ăn ý, mỗi người một hướng, chẳng mấy chốc mà họ đã hạ được không ít. Nhưng tên Raymond lại được sự hỗ trợ của bọn đàn em và trèo lên ô tô trốn thoát. Peter và Nick chạy đến nơi thì hắn đã phóng xe lao đi mất. Họ hạ luôn tên đàn em của hắn. Nick định bỏ cuộc nhưng Peter không muốn tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy. Anh chạy tắt các tuyến phố để chặn đầu hắn. Nick thấy vậy cũng chạy cùng. Cả hai sau một hồi phi nước đại, họ đã chặn đầu được Raymond nhưng tên này cũng không còn gì để mất nên hắn đã lao thẳng xe vào họ khiến cho cả hai bị tông bay lên trời, lộn vài vòng sau đó rơi xuống đất bất tỉnh. Thế là Peter và Raymond đã đối đầu và đấu súng trực diện với nhau. Cả hai đều trúng đạn của đối phương nhưng cuối cùng Raymond vẫn bị Peter bắn vào chỗ hiểm và gục xuống. Nick muốn anh bắn chết hắn vì tên này có sống cũng chỉ tốn cơm nhà nước. Nhưng anh không bắn chết hắn mà để hắn thoi thóp.
Một lát sau, một chiếc ô tô lao đến và bọn này không ai khác, chính là tay trùm xã hội đen và cũng là anh trai của tay phóng viên đã từng bị Raymond thiêu chết. Mục đích của Peter để hắn sống là muốn giao hắn cho tên trùm này để bọn chúng cho hắn nếm mùi đau đớn mà hắn đã thực hiện với các nạn nhân. Cuối phim, Nick cuối cùng cũng bình yên để trở về bên gia đình với vợ và các con của mình. Peter cũng lần đầu đến thăm mộ của con trai từ khi cậu bé mất. Anh đã dám đối diện với thực tế và chấp nhận nó để bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp hơn. Phim đã mang đến cho chúng ta một thông điệp, cách duy nhất để quên đi nỗi đau là hãy đối diện với nó. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.